Suối nguồn tâm linh, cha, biên dịch Minh Vi. Chương 21. Chánh định tu hành với sự xả bỏ. Mọi thứ phát sinh trong tâm đều là do những cảm thọ. Chúng đều tạm bợ, chúng sinh khởi, tồn tại và tan biến. Chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng không có tự ngã, chúng không đáng để chúng ta nắm giữ và dính mắc hãy xem đức phật trong sự tu hành cũng như trong sự giảng dạy ngài đều làm gương đức phật dạy chúng ta cách tu hành để giết trừ tâm kiêu mạng ngài không thể tu hành cho chúng ta sau khi nghe sự giảng dạy này chúng ta phải giảng dạy chính mình tu hành cho chính mình kết quả sẽ phát sinh nơi đây không phải nơi lời dạy sự giảng dạy của đức phật có thể cho chúng ta sự hiểu biết căn bản về đạo pháp nhưng đạo đó vẫn chưa ở trong tâm chúng ta tại sao không bởi vì chúng ta chưa tu hành chúng ta chưa dạy dỗ chính mình đạo đến từ sự tu hành bạn biết đạo qua sự tu hành nếu bạn nghi ngờ nó bạn nghi ngờ nó khi tu hành sự giảng dạy của các chân sư có thể là đúng nhưng chúng chỉ cho chúng ta thấy con đường để ngộ đạo chúng ta phải mang giáo lý đó vào trong tâm phần nào thuộc về thân thể chúng ta áp dụng vào thân thể phần nào thuộc về lời nói chúng ta áp dụng vào lời nói phần nào thuộc về tâm chúng ta áp dụng vào tâm điều này có nghĩa là sau khi nghe pháp chúng ta phải dạy dỗ chính mình thêm nữa để hiểu rõ đạo để hợp nhất với đạo đức phật nói rằng những ai dễ tin vào người khác không phải là kẻ trí người khôn tu hành cho đến khi họ hợp nhất với đạo cho đến khi họ hoàn toàn tin tưởng vào chính mình mặc kệ người khác nghĩ gì sự kiến giải có thể mang những hình thức khác nhau có thứ kiến giải hợp với đạo và có thứ kiến giải nghịch với đạo kiến giải thứ hai là sự thiếu sót dại dột và vô ích gọi là tà kiến hay quan niệm sai lầm hãy lấy một thí dụ về vị phạm thiên ditha nanaka vị phạm thiên này chỉ tin vào chính mình có một lần khi đức phật ngự tại vương xá ditha naka đến để nghe thuyết pháp nói đúng ra ông đến để dạy dỗ cho đức phật bởi vì ông muốn trình bày sự kiến dạy của mình theo tôi hiểu thì không có gì thỏa mãn ta cả ditha Kha nói đức phật nói ra minh thế thì cả quan điểm này của ông cũng không thỏa mãn ông có phải không câu trả lời của đức phật làm ditha na nakha bí lối ông không biết nên nói gì sau đó đức phật giải thích bằng nhiều cách khác nhau cho đến khi brahmin hiểu rõ ừm quan điểm này của mình không đúng sau khi nghe sự giảng dạy của đức phật ông buông bỏ những quan điểm kiêu mãn của mình và lập tức nhận ra chân lý ông thay đổi ngay tại đó và ngay lúc đó thay đổi hoàn toàn như trở bàn tay. Ông ca ngợi sự giảng dạy của Đức Phật như sau. Nghe lời dạy của đấng giác ngộ, tâm tôi sáng tỏ, như kẻ sống trong bóng tối vừa nhìn thấy ánh sáng. Tâm tôi giống như một cái chậu lật sắp vừa được lật đứng trở lại, như một người lạc lối vừa tìm thấy hướng đi. Lúc đó một kiến giải mới đã phát sinh bên trong cái tâm vừa được lật đứng lên tà kiến biến mất và chánh kiến thay vào đó bóng tối tan biến và ánh sáng hiện bày đức phật tuyên bố rằng vị ra minh tikhanaka là người đã mở mắt huệ trước đó người bám chặt vào sự kiến giải của mình và không có ý định thay đổi nó nhưng khi ông nghe đức phật giảng dạy tâm ông nhìn thấy chân lý ông thấy rằng sự bám víu vào những quan điểm này của ông là sai lầm chúng ta cũng phải thay đổi như thế trước khi chúng ta có thể dứt tận phiền não chúng ta phải thay đổi quan điểm của mình chúng ta tu hành chưa tốt mặc dầu chúng ta cho là tốt ngay khi chúng ta thấu hiểu sự việc chúng ta thay đổi hoàn toàn cứ như trở bàn tay điều này có nghĩa là phật người biết hay trí huệ phát sinh trong tâm và nhìn thấy sự việc một cách khác hẳn lúc ban đầu người biết hay cái tâm thức hiểu biết không có ở đó cái biết của chúng ta không rõ ràng không hoàn toàn và không đúng sự hiểu biết này quá non nớt để có thể huấn luyện tâm nhưng rồi tâm thay đổi hay đảo ngược xuyên qua một sự tỉnh giác mới gọi là trí huệ và sự tỉnh giác này trọi hơn sự tỉnh giác trước kia của chúng ta vì thế đức phật dạy chúng ta phải nhìn vào bên trong đừng nhìn vào bên ngoài hoặc nếu bạn nhìn ra ngoài thì sau đó hãy nhìn vào trong để thấy rõ tiến trình nhân quả của sự việc, hãy xem xét chân lý của mọi thứ, bởi vì những thứ bên trong và những thứ bên ngoài luôn ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta tu hành là để làm cho sự tỉnh giác của mình mạnh mẽ hơn. Điều này khiến cho trí huệ và sự khai ngộ phát sinh, khiến cho chúng ta biết sự làm việc của tâm, ngôn ngữ của tâm và đường lối của mọi phiền não. Khi Đức Phật rời khỏi cung điện để tìm đường thoát khổ, có lẽ ngài cũng không rõ là ngài nên làm gì, cũng như phần lớn chúng ta, ngài thử rất nhiều pháp môn để phát triển trí tuệ của mình. Ngài tìm đến vài vị thầy nổi tiếng và học thiền với họ. Chân phải để lên chân trái, bàn tay phải trên tay trái, lưng thẳng, mắt nhắm, buông bỏ mọi thứ cho đến khi Ngài đạt được mức độ thiền định rất sâu. Nhưng khi Ngài đi khỏi định, những lối suy nghĩ cũ lại xuất hiện và Ngài lại dính mắt vào nó như trước. Thấy thế, Ngài mới biết là trí tuệ của mình chưa phát sinh. Sự hiểu biết của Ngài chưa rốt ráo, chưa hoàn mỹ và còn nhiều thiếu sót. Tuy thế, Ngài đã hiểu được đôi chút. Ngài hiểu rằng đây chưa phải là cứu cánh của sự tu hành, cho nên ngài rời khỏi họ và tìm một vị thầy khác. Sau đó, Đức Phật đến học với Udaka Ramaputa và đạt được một mức độ thiền định cao hơn nữa. Nhưng khi ngài ra khỏi định đó, ngài bỗng nhớ đến vợ và con trai của mình. Ngài vẫn còn tham ái nhận thấy mình vẫn chưa đạt được mục đích ngài rời bỏ vị thầy đó ngài đã lắng nghe lời dạy của các vị thầy mình và làm theo sự chỉ dẫn của họ nhưng ngài cũng đồng thời không ngừng xem xét kết quả tu hành của chính mình sau khi thử những pháp tu hành xác ngài nhận ra rằng nhịn đói cho đến khi thân thể trở thành một bộ xương vẫn chỉ là vấn đề của thân thể thân thể không biết điều gì cả. Phương pháp hành xác cũng giống như hành hình một người vô tội và bỏ sót kẻ cướp thật sự. Tu hành, ngài nhận thấy không phải là vấn đề của thân thể mà là vấn đề của tâm. Tam thế chư Phật đều giác ngộ tại tâm. Thân và tâm đều vô thường, khổ và vô ngã chúng chỉ là những tình trạng của thiên nhiên chúng phát sinh dựa vào những yếu tố hỗ trợ tồn tại một thời gian và tan biến tất cả chúng sinh kể cả con người cho rằng sự phát sinh là họ sự tồn tại là họ và sự hoại diệt là họ vì thế họ bám giữ mọi thứ khi hạnh phúc họ không muốn đau khổ nếu đau khổ phát sinh họ muốn nó đi ra khỏi càng nhanh càng tốt đó là bởi vì họ cho rằng thân và tam này là của họ thuộc về họ và vì thế họ muốn sự việc xảy ra theo ý muốn của họ đức phật nhìn thấy rằng lối suy nghĩ đó là nguyên nhân của khổ cho nên ngài buông bỏ nó chúng ta tu hành là để biết sự việc như thế chúng ta không thể điều khiển những thứ này bởi chúng ta không phải là chủ nhân của nó cố điều khiển chúng chỉ dẫn chúng ta đến đau khổ nếu chúng ta biết bản chất của những thứ này chúng ta sẽ thấy rõ hơn chúng ta thấy chân lý chúng ta trở thành một với nó giống như một cục sắt đỏ vừa lấy ra khỏi lò phía nào chúng ta chạm vào cũng nóng bạn phải nhìn thấy sự việc như thế thường thì khi bắt đầu tu hành chúng ta muốn thấy muốn biết ngay nhưng chúng ta không biết chúng ta sẽ thấy hay biết điều gì có một đệ tử của tôi một người rất rối rắm và nghi ngờ đủ thứ nhưng anh ta kiên trì tu hành và tôi tiếp tục chỉ dạy anh ta cho đến khi anh ta bắt đầu tìm được một chút bình an nhưng khi đạt được đến một chút bình an anh lại nghi ngờ nữa tôi phải làm gì kế tiếp đây anh hỏi tôi lại nữa sự rối rắm lại phát sinh anh ta nói anh ta muốn được bình an nhưng khi anh ta có được nó anh không muốn nó anh muốn biết phải làm gì sau đó cho nên trong sự tu hành chúng ta phải làm mọi thứ với sự xả bỏ chúng ta xả bỏ bằng cách nhìn thấy sự việc rõ ràng. Hãy biết những phẩm chất đích thực của thân và tâm. Khi tu tập thiền định, chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào hơi thở ra và hơi thở vào tài chớp mũi hay môi trên. Sự chú tâm này gọi là vitaka hay sự nhấc lên. Khi chúng ta đã nhấc lên và tập trung vào một đối tượng đây gọi là vikara, sự quán chiếu hơi thở tại chớp mũi. Phẩm chất này của vikara sẽ tự động hòa lẫn vào những cảm thọ khác và chúng ta có thể nghĩ rằng tâm của mình không tĩnh lặng, không bình an, nhưng thật ra đây chỉ là một sự làm việc của vikara khi nó hòa lẫn với các cảm thọ. Nhưng nếu điều này đi lạc hướng quá xa, tâm sẽ đánh mất sự điềm tĩnh, cho nên chúng ta phải kéo tâm lại, nhấc nó lên tới đối tượng tập trung. Ngay khi chúng ta tái lập sự suy nghĩ của mình, Vikara tiếp quản, hòa lẫn vào những cảm thọ khác nhau. Nhìn thấy điều này, nếu thiếu hiểu biết, chúng ta có thể nghĩ tại sao tâm mình cứ đi lang thang, mình muốn nó đứng yên nhưng tại sao nó không yên đây là tu hành với sự dính mắt thật ra tâm chỉ chạy theo bản chất tự nhiên của nó vấn đề là chúng ta cộng thêm vào đó cái ý muốn tâm đứng yên và cái ý nghĩ tại sao tâm không đứng yên sự ghét phát sinh và chúng ta cộng luôn cái ghét vào đó làm tăng thêm sự hoài nghi tăng thêm đau khổ và tăng thêm sự rối rắm của chúng ta. Thế nên, nếu có vi Vikara đang phản ánh về những sự kiện trong tâm như thế này, chúng ta nên khéo léo suy nghĩ như sau. À, tâm là thế mà. Đó là người biết đang nói chuyện, đang bảo bạn nhìn thấy thực chất của sự việc. Tâm là thế đó, chúng ta xả bỏ ngay đó, và tâm trở nên bình an. Cứ thế, mỗi khi tâm mất tập trung chúng ta lại mang vitaka lên và không bao lâu thì sự bình an sẽ trở lại vitaka và vikara làm việc với nhau như thế đó chúng ta dùng vikara để quán chiếu những cảm thọ phát sinh khi vikara trở nên rời rạc chúng ta nhắc đến sự chú ý của chúng lên với vikara điều quan trọng là ở giai đoạn này chúng ta phải tu hành với sự xả bỏ nhìn thấy vikara tương tác với các cảm thọ chúng ta có thể nghĩ rằng tâm rối loạn và chúng ta khởi niệm ghét chính nơi đây chúng ta khiến cho mình đau khổ chúng ta không vui chỉ vì chúng ta muốn tâm được yên lặng đây là tà kiến nếu chúng ta sửa chữa quan niệm của mình một chút để thấy rằng động thái này chỉ là bản chất của tâm chỉ vậy thôi là đủ để khuất phục sự rối loạn đây gọi là xả bỏ và rồi nếu chúng ta không dính mắt nếu chúng ta tu hành xả bỏ trong hành động và hành động với sự xả bỏ thì vikara sẽ tự nhiên làm việc ít hơn nếu tâm chúng ta không còn bị quấy nhiễu Vikara sẽ muốn quán tượng Pháp. Bởi nếu chúng ta không quán tượng Pháp, tâm sẽ lại phóng ra ngoài. Cho nên, có Vitaka rồi, có Vikara, Vitaka rồi, Vikara. Và cứ như thế, cho đến Vikara dần dần trở nên vi tế hơn. Lúc đầu Vikara đi khắp nơi giống như nước chảy. Nếu chúng ta bực bội điều này, và muốn ngừng dòng nước chảy, chúng ta sẽ đau khổ. Nếu chúng ta hiểu rằng nước chảy là việc tự nhiên, chúng ta không đau khổ. Vikara là thế đó. Có Vitaka rồi Vikara tương tác với các cảm thọ. Chúng ta dùng những cảm thọ này làm đối tượng thiền của mình, lắng dịu tâm bằng cách nhận biết những cảm thọ. Nếu chúng ta biết bản chất của tâm là thế, chúng ta sẽ xả bỏ, giống như việc để cho nước chảy tự nhiên. Vikara càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Có lẽ tâm muốn quán tượng thân thể hay sự chết, hay những đề mục khác. Khi đề mục quán tượng thích hợp với chúng ta, một cảm giác khoan khoái sẽ phát sinh. Sự khoan khoái đó là gì? Nó là trạng thái hỷ lạc có thể trong hình thức mát mẻ, nhẹ nhõm hay sợn ốc. Tâm mê mẩn, sự hỷ lạc này đi kèm theo với sự hạnh phúc, sự phát sinh và tan biến của nhiều thứ cảm xúc và trạng thái nhất tâm. Trong giai đoạn đầu của sự tập trung, chúng ta có Vitaka, Vikara, Piti, Sukha và Ekarakta. Vậy thì giai đoạn thứ hai ra sao? Tâm sẽ nhẹ nhàng hơn. Vikara và Vitaka trở thành thô tạp, nên chúng bị loại bỏ. Chỉ còn lại Piti, Suha và Akharata. Tâm tự nó làm những điều này. Chúng ta không phải ước đoán gì cả. Chúng ta chỉ biết sự việc là thế. Khi tâm trở nên nhẹ nhàng hơn, ngay cả Piti cũng phải bị thải bỏ rồi chúng ta nhận biết điều gì nó không đi đâu cả chỉ là tâm càng lúc càng trở nên tinh vi hơn nên nó phải thải bỏ những phẩm chất quá thô tạp đối với nó bất cứ thứ gì quá thô tạp nó thải bỏ và nó tiếp tục thải bỏ như thế mãi cho đến khi nó đạt đến tột đỉnh của sự tinh vi đây gọi là tứ thiền hay cảnh giới thiền định cao nhất tâm lúc này chỉ còn lại akharata hay sự bình thản không gì hơn thế nữa khi tâm đi ngang qua các cảnh giới thiền định nó phải tiến triển theo cách này chúng ta muốn làm cho tâm yên lặng nhưng nó không yên lặng đây là tu với lòng ham muốn sự bình yên tâm như thế là đã bị khuấy động rồi chúng ta lại khuấy động sự việc thêm bằng ước muốn cho nó được bình an. Chính sự ham muốn này là nguyên nhân, chúng ta không nhìn thấy rằng cái muốn cho tâm bình an là sự tham ái, than hà. Chúng ta càng muốn sự bình an, tâm càng bị khuấy động và rồi cuối cùng chúng ta đấu tranh với chính mình cho đến khi chúng ta bỏ cuộc. Nếu chúng ta thấy rằng tâm chỉ đi theo bản chất tự nhiên của chúng và nếu chúng ta không quá quan tâm đến nó chúng ta có thể hiểu cách làm việc của nó như cách cha mẹ hiểu con cái của mình trẻ con có thể nói đủ thứ chuyện nếu chúng ta hiểu chúng chúng ta cứ để chúng nói trẻ con nói chuyện như thế bởi vì chúng không biết làm gì hơn thế khi chúng ta xả bỏ chúng ta không bực bội với trẻ con chúng ta có thể nói chuyện với bạn bè của mình mà không cảm thấy bị quấy nhiễu trong lúc đứa trẻ vẫn tiếp tục nói huyên thiên và chơi đùa tâm giống như thế nó không bị hại gì cả trừ khi chúng ta nắm bắt nó và suy nghĩ về nó khi đó mới là phiền phức khi pt phát sinh hành giả cảm giác một niềm an lạc khó tả điều mà chỉ ai kinh nghiệm mới hiểu được. Suha, hạnh phúc, phát sinh và sự nhất tâm cũng hiện diện. Vitaka, Vikara, Piti, Suha và Ekagrata đều có mặt. Năm phẩm chất này hợp nhất tại một điểm, mặc dầu chúng là những phẩm chất khác nhau, chúng đều quy tụ tại một nơi và chúng ta có thể nhìn thấy tất cả ở đó giống như nhiều nhìn thấy nhiều thứ trái cây khác nhau trong một cái bát. Vitaka, vikara, piti, suha, Rata. Chúng ta có thể nhìn thấy tất cả trong một tâm. Nếu có người hỏi lúc đó vitaka sẽ như thế nào, suha sẽ như thế nào, chúng ta sẽ khó có thể trả lời, nhưng khi chúng quy tụ trong tâm chúng ta sẽ tự nhìn thấy sự tu hành của chúng ta cũng thế vào lúc này sẽ hơi khác biệt chúng ta phải có chánh niệm và sự nhận biết không đánh mất chính mình biết bản chất đích thực của sự việc đây là những giai đoạn của thiền đừng nghi ngờ điều gì liên quan đến sự tu hành dù bạn có lún xuống đất hay bay trên không hay có chết trong khi ngồi thiền cũng đừng để cho sự nghi ngờ phát sinh bất kể những phẩm chất của tâm lúc đó là gì cứ việc nhận biết chúng đây là nguyên tắc của chúng ta có chánh niệm có sự nhận biết giàu là đi đứng nằm hay ngồi bất kỳ thứ gì phát sinh cứ để nó ở đó đừng dính mắt thích hay không hạnh phúc hay đau khổ nghi ngờ hay chắc chắn hãy quán tưởng với Vikara và đo lường kết quả của những phẩm chất đó. Đừng cố đặt tên cho mọi thứ, chỉ nhận biết nó. Hãy biết rằng mọi thứ phát sinh trong tâm đều là những cảm thọ. Chúng đều tạm bợ, chúng sanh khởi, tồn tại và hoại diệt. Chỉ bấy nhiêu thôi. Chúng không có tự ngã, chúng không đáng để chúng ta nắm giữ và dính mắt khi chúng ta nhìn thấy mọi vật thể và tâm thái theo cách này với trí tuệ chúng ta nhìn thấy sự vô thường của tâm của thân và sự hạnh phúc và đau khổ của sự thương và ghét tất cả đều vô thường nhận ra điều này tâm trở nên mệt mỏi mệt mỏi với thân và tâm mệt mỏi với những thứ sinh diệt và tạm mờ tâm không còn muốn bị kẹt vào những thứ này nó nhìn thấy sự bất toàn của thế gian và sự bất toàn của sự sinh khởi. Khi tâm nhìn thấy như thế thì bất kỳ ở đâu, chúng ta cũng nhìn thấy sự vô thường, khổ và vô ngã. Không có gì để nắm giữ, dù chúng ta có ngồi nơi gốc cây hay trên đỉnh núi, chúng ta đều có thể nghe sự giảng dạy của Đức Phật. Tất cả cây cối đều như đồng nhất tất cả chúng sanh đều như một thể, không có gì đặc biệt về chúng cả. Chúng sanh khởi tồn tại một thời gian và hủy diệt. Tất cả đều là vậy. Nếu chúng ta nhìn thấy thân và tâm chỉ là thế, không có sự khổ nào tồn tại. Bởi vì chúng ta không bám chặt vào chúng, dầu ở đâu, chúng ta cũng có trí huệ. Ngay cả khi nhìn một trái cây chúng ta vẫn có thể nghĩ về nó với trí tuệ. Nhìn cỏ hay nhìn côn trùng, đây đều là đề mục cho sự quán chiếu. Nói cho cùng, chúng đều là pháp, không hơn không kém. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy điều này, hành trình tâm linh của chúng ta kể như hoàn tất. Đây gọi là sự giác ngộ. Nhận biết thế gian rõ ràng như nó đích thật tâm biết chính nó hoàn toàn và đoạn trừ nguyên nhân của khổ đau khi không còn nhân quả không thể phát sinh những điều căn bản mà chúng ta cần phát triển là thứ nhất phải thẳng thắn và thành thật thứ hai tránh xa mọi điều ác có lòng khiêm tốn hài lòng với một ít nếu chúng ta nói ít và mãn nguyện với một ít chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình chúng ta sẽ không mất sự chú tâm tâm sẽ có nền tảng của giới định và tuệ cho nên người tu hành không nên dễ dãi ngay cả khi bạn đúng cũng đừng dễ dãi tại sao tôi nói đừng dễ dãi bởi vì tất cả những thứ này đều không chắc chắn không có gì chắc chắn cả hãy biết chúng là như thế nếu bạn được bình an cứ để sự bình an ở đó bạn có thể rất muốn buông thả trong đó nhưng bạn chỉ nên nhận biết bản chất của nó đối với sự khổ cũng vậy sự tu hành này tùy thuộc nơi bạn không ai khác biết rõ tâm bạn như chính mình bạn phải thành thật với chính mình tu hành chính đáng không tu nửa vời cũng không làm cho mình kiệt sức chỉ cần bạn có chánh niệm và sự tự nhận biết bạn sẽ có thể phân biệt đâu là sai đâu là đúng bên trong bạn bạn chỉ cần bấy nhiêu thôi không cần nhiều hơn nữa